Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại thông báo số 15, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 yêu cầu phát động cuộc thi đua 400 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công. Trong đó, đối với 7 cụm công nghiệp trọng điểm cần tập trung quyết liệt chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng một số cụm ngay trong những tháng cuối năm 2024, hoàn thiện hồ sơ giao đất đối với các diện tích đã giải phóng mặt bằng, chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thành trong 12 tháng đối với các dự án đã được triển khai, tiến hành khởi công cụm công nghiệp Yên Mỹ trong quý 4 năm nay. Cụm công nghiệp Yên Mỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 từ năm 2022 với diện tích 47,7 ha trên địa bàn quản lý của các xã Trung Hòa, Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cơ cấu sử dụng đất gồm hơn 70% diện tích xây dựng nhà máy, kho, hơn 10% là diện tích cây xanh, mặt nước, khoảng 2,6% xây dựng khu điều hành, dịch vụ, phần còn lại là đất cho giao thông hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe. Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp Yên Mỹ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định. Phục vụ di rời, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của cụm công nghiệp là sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành, điện tử, ô tô, cơ khí, công nghiệp công nghệ cao, các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Cụm công nghiệp Quán Đỏ huyện Phù Cừ nằm ở khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên và huyện Phù Cừ với chuỗi các cụm công nghiệp dọc theo tuyến quốc lộ 38B đang phát triển. Cụm công nghiệp Quán Đỏ là cụm công nghiệp lớn nhất huyện Phù Cừ với diện tích trên 66,5 ha thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào. Nhằm tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn tới đầu tư và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Phù Cừ, hiện nhà thầu là công ty cổ phần Husky đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Quán Đỏ. Cụm công nghiệp Quán Đỏ có tổng mức đầu tư gần 840 tỷ đồng, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp cao sử dụng tiết kiệm năng lượng, các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Cụm công nghiệp Quán Đỏ sẽ có đầy đủ cơ sở hạ tầng như nhà điều hành, mạng lưới điện, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giao thông quanh cụm công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải. Hiện nhà thầu đang tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, phấn đấu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2025. Chín tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút 114 dự án mới và đầu tư, trong đó có 72 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng, 42 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 561 triệu đô la Mỹ. Đóng góp vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên đã đạt được qua 9 tháng, khu công nghiệp số 3 do công ty cổ phần quản lý khu công nghiệp Eklund làm chủ đầu tư được đánh giá là khu công nghiệp có tiến độ thu hút dự án đầu tư tốt nhất. Cụ thể, qua 9 tháng đã có gần 20 dự án trong nước và nước ngoài đến từ các nước Singapore, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc vào đầu tư trong khu. Các ngành đầu tư bao gồm điện tử công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics. Trong tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu là 114 ha, đã có 59% diện tích có doanh nghiệp vào thuê. Khu công nghiệp số 3 có lợi thế nằm trong tổ hợp khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt với quy mô gần 3.000 ha, thuận lợi về hạ tầng, kết nối cảng biển, sân bay, đường sắt. Đây cũng là khu công nghiệp duy nhất của nhà đầu tư trong nước đến thời điểm này thực hiện trả tiền thuê đất một lần và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này giúp cho các nhà đầu tư kiểm soát chi phí đầu vào và linh hoạt trong sử dụng tài sản cố định là quyền sử dụng đất để phục vụ nhu cầu về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi lựa chọn nhà đầu tư để xây 8 trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc Nam, vừa cho biết các nhà thầu đang khẩn trương thống nhất vị trí, diện tích cụ thể để xây dựng và xong cơ bản các trạm này, phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán. Trạm dừng nghỉ đầu tiên trong danh sách này
được xây dựng trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Vị trí xây dựng tại km 329 700 thuộc xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án trạm kép, tức là mỗi chiều đường đều có một trạm dừng nghỉ và nằm đối diện nhau. Tổng diện tích để xây dựng mỗi trạm dừng nghỉ là 3 ha. Toàn bộ diện tích này hiện nay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giải phóng xong. Vị trí trạm dừng nghỉ tiếp theo là trạm đặt trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, vị trí xây dựng km 427 cộng 035 thuộc hai xã Diễn Hạnh và xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây cũng là dự án trạm dừng nghỉ kép, mỗi chiều đường phía đối diện nhau có một trạm dừng nghỉ. Tổng diện tích xây dựng mỗi trạm là 3 ha. Vị trí trạm dừng nghỉ thứ 3 được xây dựng tại km 478 cộng 200 thuộc dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa bàn xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trạm trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cũng có quy mô, vị trí và hình thức bố trí trạm kép như hai trạm đã đề cập ở trên. Với 5 trạm tiếp theo được xây dựng tại trên các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam chạy qua các tỉnh miền Trung như cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, trạm thứ 4, vị trí km 33 cộng 930, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trạm thứ 5, vị trí thuộc km 90 cộng 900, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xây hai trạm gồm trạm thứ 6 và 7, vị trí km 144 cộng 560 và km 205 cộng 092, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, trạm thứ 8, vị trí km 47 cộng 500. Để xóa tình trạng trắng trạm dừng nghỉ tiếp nhận nhiên liệu trên cao tốc Bắc Nam, Cục Đường Cao tốc Việt Nam cho biết các dự án có thời gian thi công 17 tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, với các công trình dịch vụ công thiết yếu như nhà dừng nghỉ, kèm các dịch vụ thương mại cho lái xe, trạm tiếp nhiên liệu, nhà vệ sinh phải xong trong 11 tháng. Cụ thể là trước Tết Nguyên đán năm nay. Ngày 30 tháng 10 năm 2024, tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, hầm số 2 dài 355m thuộc gói thầu XL01. Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét chính thức được liên danh Yusung, đèo cả Đào Thông vượt tiến độ 2 tháng. Đến nay, liên danh nhà thầu đã huy động 230 kỹ sư, công nhân, lái máy cùng với hơn 35 máy móc thiết bị chuyên dụng tổ chức đồng loạt 4 mũi thi công trên 2 hầm. Khối lượng thi công hầm 1 đạt 130m dài trên 580m dài và hầm 2 hoàn thành 355m dài trên 355m dài. Sản lượng thi công đạt 120 tỷ đồng, vượt 9% tiến độ đề ra. Đại diện ban điều hành cho biết, hai hầm đường sắt Khe Nét có tính đặc thù chạy men theo sườn núi. Tầng phủ mỏng, địa chất hầm phức tạp, thay đổi liên tục, không theo thiết kế, kỹ thuật ban đầu. Để đảm bảo tiến độ đề ra, liên danh nhà thầu đã nỗ lực chủ động đưa ra các giải pháp thi công, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ để nâng cao năng suất lao động cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, tổ chức thi công 3K 4 kíp liên danh nhà thầu, thường xuyên giám sát địa chất để kịp thời điều chỉnh các biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Hiện các khó khăn đã cơ bản được xử lý, mục tiêu đào thông hầm 1 trước tháng 4 năm 2025, thi công đổ bê tông vỏ và hoàn thiện hầm 1 trước tháng 11 năm 2025 và hầm 2 trước tháng 9 năm 2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam đang triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội giai đoạn 1, đoạn từ nút giao kết nối với quốc lộ 21B phía bờ hữu sông Nhuệ đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3, đường 68m và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Dự án có tổng mức đầu tư 1.440,085 tỷ đồng. Theo đó, gói thầu số 16 thi công xây lắp tuyến đường và 3 cầu trên tuyến có giá gói thầu là 751,154 tỷ đồng đang được mời thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 16 tháng 11 năm 2024. Quy mô dự án bao gồm phần đường dài khoảng 8,43 km, tiêu chuẩn cấp 3, đồng bằng và 3 cầu, thời gian thực hiện từ năm 2024 tới 2027. Gần 37 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho việc giải phóng mặt bằng hơn 1 km đường thuộc dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
đoạn qua huyện Mộc Châu. Ngày 29 tháng 10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, dự án sẽ do Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu làm chủ đầu tư với mục tiêu tạo mặt bằng sạch để phục vụ thi công, đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, phục vụ cho việc quản lý mặt bằng theo quy hoạch. Tổng chiều dài tuyến đường này là 1,05 km, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024-2025. Diện tích đất dự kiến phải thu hồi, giải phóng mặt bằng gần 124.000 m², gồm đất trồng cây hàng năm khoảng 53.127 m², đất trồng cây lâu năm khoảng 61.707 m², đất sông suối, đất giao thông khoảng 4.004 m², đất rừng phòng hộ khoảng 5.000 m². Tổng mức đầu tư của dự án gần 37 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 29 tỷ đồng. Chi phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gần 1,8 tỷ đồng, chi phí khác hơn 500 triệu đồng, chi phí dự phòng gần 5,3 tỷ đồng. Trước đó vào sáng 29 tháng 9, tại xóm Xèo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, km 19+000, km 53+000. Dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua tỉnh Hòa Bình với chiều dài khoảng 34 km, tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều thị xã trên cả nước sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2025. Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích 1.987 km2. Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển thành một trong những động lực quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 241 phê duyệt phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó thị xã Phú Mỹ được xếp hạng đô thị loại 2 và sẽ trở thành thành phố vào năm 2025. Năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã báo cáo về đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc. Thị xã Phú Mỹ đã đạt 11 trên 11 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, trong đó 3 xã Tân Hải, Tân Hòa và Tóc Tiên đều đạt đủ tiêu chuẩn để nâng cấp thành phường. Tại kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết thành lập thành phố Phú Mỹ đã được thông qua. Thành phố Phú Mỹ sẽ có tổng diện tích tự nhiên 333,02 km², dân số 195.591 người cùng 10 đơn vị hành chính cấp xã. Phú Mỹ được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp cảng biển, dịch vụ hậu cần, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bình Định là tỉnh thuộc duyên hải miền Trung. Tỉnh sở hữu đường bờ biển dài 134 km và được đánh giá là một trong những bờ biển đẹp nhất của Việt Nam với diện tích tự nhiên 6.025 km² và vùng lãnh hải rộng 36.000 km². Tỉnh này ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn gần 20 km về phía Tây Bắc, được thành lập vào năm 2011 và hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã. Cuối năm 2012, tỉnh Bình Định đã kiến nghị nâng cấp An Nhơn lên thành phố trước năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thị xã An Nhơn đang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2035 và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Địa phương dự kiến thành lập các phường mới dựa trên 6 xã hiện hữu. Với đề án này sẽ được hoàn thiện và trình duyệt vào cuối năm 2023. Thị xã An Nhơn hiện là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế văn hóa xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thị xã có lợi thế về giao thông với quốc lộ 1, quốc lộ 19 và tuyến đường sắt Bắc Nam. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Quy Nhơn Pleiku Gia Lai cũng đi qua địa bàn này. Hà Tĩnh là tỉnh ven biển phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025,
2030, tầm nhìn 2050, thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có hai đô thị loại 2, thành phố Hà Tĩnh và thành phố Kỳ Anh, hai đô thị loại 3, thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn Đức Thọ, cùng với 12 đô thị loại 4 và 18 đô thị loại 5. Trong số này, 18 đô thị sẽ được quy hoạch mới. Thị xã Kỳ Anh hiện đã hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí xây dựng thành phố với tổng số điểm đạt 88,12, theo thang điểm từ 75 đến 100. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025, thị xã đang giải quyết một số vấn đề về diện tích đất tự nhiên và quy hoạch phân khu Kỳ Ninh và Kỳ Nam chưa hoàn thiện. Nghệ An có diện tích 16.489,97 km2 ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa lên 34-36% vào năm 2025 và khoảng 40-45% vào năm 2030. Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng địa giới hành chính của thành phố Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và một số thị xã thuộc huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh-Cửa Lò. Đồng thời, huyện Diễn Châu cũng sẽ được nâng cấp thành thị xã. Khi hoàn thành, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn. Thành phố Vinh đã mở rộng là đô thị loại 1, hai thành phố thị xã là đô thị loại 3 là thành phố Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và một thị xã Diễn Châu là đô thị loại 4. Đến năm 2030, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị, trong đó có 5 đô thị lớn. Cụ thể, ngoài thành phố Vinh, thành phố Hoàng Mai thì thị xã Thái Hòa cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại 3 và hai thị xã là đô thị loại 4. Loại 3 là Diễn Châu và Đô Lương. Đến lúc này, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ có khoảng 40-45 đô thị. Theo kế hoạch, công trình sân vận động được đặt mục tiêu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án sân vận động tỉnh Bắc Cạn được khởi công vào đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng trên diện tích 20 ha, bao gồm các hạng mục như sân vận động chính, nhà thi đấu, quảng trường, khu vực luyện tập, bãi đỗ xe. Sân vận động chính có quy mô 8.000 chỗ ngồi và có khả năng mở rộng lên 15.000 chỗ. Theo thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền vỏ trấu trong sự tích về Hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt mô phỏng cánh buồm đang vượt sóng kết hợp với tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của tỉnh. Mặt sân được thiết kế đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, kèm theo hệ thống đường pit 8 làn phục vụ cho các môn thi đấu điền kinh và các sự kiện thể thao khác. Tại hạng mục quảng trường, điểm nhấn chính sẽ là biểu tượng bông hoa bảy cánh đại diện cho bảy dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Biểu tượng này kết hợp với đài phun nước và sân khấu biểu diễn tạo thành không gian trung tâm dành cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa ở địa phương. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 26 thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị khán đài của sân vận động không bao gồm hạng mục sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước và đường dây hạ thế có giá 86,72 tỷ đồng đang được mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng mở thầu vào 16 giờ 20 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 tới đây. Theo kế hoạch, công trình sân vận động được đặt mục tiêu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án hoàn tất hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, phát triển thể thao và đào tạo tài năng, tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các giải thi đấu thể thao và sự kiện quan trọng của tỉnh, góp phần vào việc đưa thành phố Bắc Cạn phát triển thành đô thị loại 2 trong tương lai. Theo thông tin từ báo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định số 752 chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư cho dự án trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và hệ thống đấu nối. Nhà đầu tư được lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Dự án trạm biến áp 220 kV tam điệp và hệ thống đấu nối có công suất 500 mV/A, trong đó giai đoạn đầu sẽ lắp đặt 250 mV/A. Dự án được thực hiện tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp và xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 466 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà điều khiển trạm, nhà nghỉ ca vận hành, sân thiết bị phân phối 220 kV, sân thiết bị phân phối 110 kV, đường vào trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác, đường dây 220 kV đấu nối có chiều dài khoảng 1 km. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho tỉnh Ninh Bình và hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hỗ trợ các trạm biến áp 220 kV hiện có trong khu vực. Dự án còn góp phần tăng cường khả năng vận hành an toàn và ổn định của hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVN NTT. Về tiến độ, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư đất đai, xây dựng và pháp lý khác từ nay đến quý 4 năm 2025. Giai đoạn từ quý 4 năm 2025 đến quý 4 năm 2026 sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục công trình và đóng điện, đưa dự án vào hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu EVN NTT triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.